Dạ vâng, lại xin chào toàn thể các anh em làm thợ bị chim bìm bìm. Thì như anh em cũng biết ý, bắt đầu vào đến cái mùa bị chim bìm bìm rồi. Thì trong một cái video của ngày hôm nay, số bên em lại xin giới thiệu tới anh em về cái mẫu chim giả nhồi keo. Thì đi chi tiết về cái con chim bìm bìm nhồi keo này để cho anh em cùng nắm bắt được này. Thì anh em có thể nhìn thấy trực tiếp ở trên màn hình ý. Bên cơ sở em là bán chim bìm bìm nhồi keo là chim giả 100%. Đấy, anh em có thể thấy là màu sắc của con chim giả nó khác với cả những cái con chim bánh tẻ nhé. Đối với anh em sử dụng cái mồi con chim già này, anh em đi đánh này, cái tỷ lệ được cái con bổi nó rất là cao. Đấy. Còn về cái con chim giả nhồi keo thì để nhồi được keo vào phần bên trong anh em thì phải bóc tách tất cả các phần thịt thừa ở bên trong ra. Đấy, đổ keo từ phần mỏ cho tới xuống đến cái phần chỗ phần đuôi này để nhồi keo ở bên trong. Nhồi keo cái ưu điểm của nó là khi anh em di chuyển ấy, đấy có va quẹt hoặc quăng quật thì con chim này nó sẽ không bị gãy bất cứ kỳ chi tiết nào. Cũng như là cái phần lông của nó rất là bền. Ngày xưa là nhồi bằng bông, nhồi bông thì đi va quẹt thì nó hay bị gãy cái phần cổ này, đấy, phần chân. Đấy, bây giờ nhồi keo rồi thì anh em đánh yên tâm. Về cái con bìm bìm này thì về cái nhược điểm của nó thì khi anh em sử dụng ấy, thì anh em cứ tuyệt đối là tránh nước nó ngấm vào. Đấy, nước ngấm vào thì keo nó bở ra thì cái phần lông nó không chắc. Đấy, anh em cứ đi đánh khô ráo thì là ok. Còn tất cả các chi tiết của con chim bìm bìm đều giữ lại. Ví dụ như là phần mỏ cho tới là những cái phần móng chân, đấy, phần lông đều được giữ lại 100%. Có cái phần mắt này thì nó khá là thối đấy anh em này. Mắt thì ở bên em là sẽ đục cái mắt đi. Đấy, nhồi cho anh em một cái viên màu đỏ vào, giống rất là giống mắt. Đấy, đây là viên bi màu đỏ này. Đấy, cái mắt này rất là thối anh em nhé. Còn đối với cái con chim này đã được qua xử lý rất là kỹ rồi. Đấy, nhồi keo và sấy khô rồi. Đấy thì bây giờ về anh em sử dụng thì nó sẽ không có mùi. Đấy, không có mùi. Nếu mà không được xử lý kỹ thì cái mùi nó rất là khó chịu anh ạ. Cái mùi khó chịu thì anh em đi bẫy thì thợ sẽ không bẫy được chim đâu. Đấy, một video thì cũng xin giới thiệu tới anh em là về cái mẫu chim giả nhồi keo là con chim bìm bìm thì cũng bắt đầu vào đến mùa bẫy rồi. Đấy, anh em nào xem được cái video này cần cho mình một cái mẫu chim giả nhồi keo như thế này thì anh em có thể là liên hệ trực tiếp cho bên em. Còn đối với anh em mà thiếu loa điều khiển từ xa để bẫy chim bìm bìm hoặc là những cái phụ kiện bẫy chim bìm bìm thì anh em liên hệ trực tiếp cho bên em thông qua cái số điện thoại em để dưới tiêu đề nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.